Dự án khu công nghiệp Minh Đức nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng VNT làm chủ đầu tư. Dù đã chi trả số tiền đền bù hơn 200 tỷ đồng từ những năm 2006-2007 cho các hộ dân để thực hiện đền bù thu hồi đất, nhưng đến nay, qua hơn 10 năm, chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch để thi công. Số ít hạng mục hạ tầng của khu công nghiệp Minh Đức không thể triển khai đồng bộ do còn ít diện tích vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, làm cho cả khu đất rộng lớn này bỏ hoang để cho cỏ dại mọc. Nếu không phải là nhà đầu tư có tiềm lực mạnh về tài chính, phá sản là điều hiện hữu với doanh nghiệp này. Bởi từ những năm 2006-2007, thời điểm cách đây đã hơn 10 năm, chủ đầu tư đã bỏ ra số tiền hơn 200 tỷ đồng để chi trả đền bù, thu hồi đất với các hộ dân, nhưng vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai thi công. Đến nay, nhà đầu tư đã bỏ ra số tiền để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch của nhân dân giao để tiếp tục đầu tư. Vậy nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn. Vậy kiến nghị các ban ngành sớm giải quyết hỗ trợ để cho nhân dân bàn giao mặt bằng cho chúng tôi tiếp tục đầu tư. Dự án khu công nghiệp Minh Đức có diện tích 198 ha nằm trên địa bàn 3 xã, phường của thị xã Mỹ Hào là Ngọc Lâm, Bạch Sam và Minh Đức. Trong khi hầu hết nhân dân đồng thuận nhận tiền đền bù theo khung giá quy định chung của nhà nước, tổng số trên 1.200 hộ dân có đất nằm trong diện thu hồi, nay chỉ còn lại 116 hộ dân ở thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, có diện tích thu hồi khoảng 20 ha, chưa đồng tình phương án đền bù. Đối với ban xã thì chúng tôi cũng hoàn toàn thực hiện theo các văn bản quy định của tỉnh. Và đối với chủ đầu tư, công ty VNT, thì người ta cũng rất là tích cực phối hợp với ủy ban xã tuyên truyền vận động người dân nhận tiền hỗ trợ để sớm bàn giao mặt bằng cho VNT triển khai cái dự án của mình. Tại thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm có 236 hộ dân có đất nằm trong dự án phải thu hồi, thì hơn một nửa số hộ dân đồng tình với khung giá đền bù của nhà nước. Chính số ít hộ với những đòi hỏi vô lý vượt ra ngoài quy định của pháp luật đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, cũng như thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vào đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng VNT.